Câu câu B nha các bạn. Chứng minh MA bình bằng MC nhân MD. Rồi. Bước đầu tiên các bạn phải vẽ các tuyến MCD, MCD. Đây, MCD. MCD. Mình sẽ vẽ trên nha các bạn. Do cái đề này nó không có chặt chẽ nên mình sẽ vẽ trên cho nó gần để các bạn dễ thấy. C nè. Đó, các tuyến là cắt đường tròn tại hai điểm nè, được chưa ạ? Rồi, các bạn nhìn vào MA bình bằng MC nhân MD. Khi các bạn thấy cái này, các bạn nghĩ ngay đến giúp lợ. Tách thằng này ra giúp lợ đi ạ. MA nhân MA bằng MC nhân MD. Khi thấy cái tích này bằng cái tích này, các bạn nghĩ ngay giúp lợ hai cái tam giác đồng đồng dạng. Bắt đầu nè, lấy MA với một cạnh bên đây, vậy là MAC, MAC và tam giác MA gì ạ? MAD, MAD. Và các bạn nhìn vào MAC nối lại. Nối lại. Rồi tiếp tục MAD các bạn nối lại. Đó, nối lại. Được chưa? Các bạn thấy hai tam giác đó chưa ạ? Nếu chưa thấy làm ơn làm phước lấy cái tay che lại MAC nè, MAD nè, được chưa? Thì góc này là góc góc chung nè, góc này là góc chung nè. Và góc này nè, các bạn nhìn vào góc này. Góc này được tạo bởi tiếp tuyến MA và dây cung AAC. Tương tự góc này nè, đó là góc nội tiếp nè, cũng chắn cung AAC. Hai cái góc này bằng nhau bởi vì góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn cung AAC, được chưa? Rồi vậy ta xét hai tam giác đó, xét xét tam giác MAC và tam giác MAD. Ta có nè, ta có thứ nhất góc M chung, góc M chung, và các bạn nhớ viết ba chữ giúp lợ AMC bằng với lại AMD, góc góc chung, góc chung, được chưa? Và góc A, xin lỗi, MAC bằng góc ADM, MAC bằng góc ADM. Lý do góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp cùng chắn cung AC. Từ đó suy ra hai tam giác này đồng dạng. Các bạn ghi nè, MA thiếu chữ gì ạ? Chữ C, MAC. MD thiếu chữ gì ạ? Chữ A, MDA. Trường hợp góc góc. Được chưa ạ? Góc góc. Rồi, tiếp tục từ đó mình suy ra những cái tỷ lệ nha các bạn. Đánh số là 1 2 3 1 2 3. Rồi, 1 2 trên 1 2 MA trên MD bằng 1 3 trên 1 3 MC trên MA. 2 3 AC trên 2 3 DA. Được chưa? Đây gọi là tỷ số đồng đồng dạng. Từ đó suy ra các bạn hãy chọn những cái tỷ lệ thức có MA nè, MA nè, MC nè, MD, và các bạn viết lại MA phần MD bằng MC phần MA. Sau đó các bạn nhân nhân chéo giúp lợ MA nhân MA ra MA bình. MD nhân MC thì các bạn có thể viết MC nhân MD đều phải chứng chứng minh.